Biến chủng Delta có thể được lây ngay sau khi tiếp xúc, hoặc biến chủng Delta giam hãm thế giới là một trong những nhận định của các chuyên gia y tế khi nói về biến chủng này. Và không thể phủ nhận là biến chủng này cũng đã làm cản trở kế hoạch dỡ bỏ lệnh hạn chế và mở cửa lại nền kinh tế của các quốc gia trên khắp toàn cầu. Hãng tin Reuters vào ngày 3 tháng 7 cũng đã đưa tin Tổ chức Y tế Thế giới WHO cũng đã xác nhận trong ngày 2 tháng 7 biến thể Delta đã được phát hiện ở ít nhất là 98 quốc gia và vùng lãnh thổ. WHO cũng nhận định sự xuất hiện của biến chủng lây lan nhanh này đã đẩy thế giới vào một giai đoạn rất nguy hiểm của đại dịch COVID-19. Phát biểu với các phóng viên vào hôm 2 tháng 7, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết biến chủng Delta tiếp tục thích nghi và lây lan ra 98 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Người đứng đầu WHO cho biết, đến nay khoảng 3 tỷ liều vaccine ngừa COVID-19 đã được phân phối khắp thế giới. Tuy nhiên, theo ước tính của WHO, thế giới cần ít nhất 11 tỷ liều vaccine để đạt được miễn dịch cộng đồng. Những nghiên cứu gần đây cho thấy các vaccine hiện thời trên thế giới vẫn có hiệu quả với các biến chủng của SARS-CoV-2, trong đó có cả Delta. Các nhà nghiên cứu ở Anh đã cho thấy hiệu quả phòng ngừa sẽ cao hơn với người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine, ngược lại sẽ ít hiệu quả hơn với người mới tiêm được 1 mũi.